dự án thu âm Tam Tạng Tạng kinh tiểu bộ Phật tự thuyết việc dịch phích Khố in đá đá người đọc Chunla lá cá phẩm Muchalin đá thứ nhì 2.1 kinh Muchalin tôi đã nghe như vậy một thời Đức Thế Tôn ngự tại Uruvela vela bên bờ sông chá ra nơi gốc cây bồ Đề và vừa mới thành tựu quả vị Chánh đẳng giác vào lúc bấy giờ đức thế tôn đã ngồi với một tư thế kiết già suốt bảy ngày hưởng niềm an lạc của sự giải thoát vào lúc bấy giờ có đám mây đen lớn sái mùa xuất hiện có mưa tầm tã trong bảy ngày có gió lạnh và đầy mây khi ấy, rồng chúa Mucalinda đã rời khỏi chỗ trú ngụ của mình, dùng thân quấn quanh cơ thể của Đức Thế Tôn bảy vòng và phòng lớn mang, rồi duy trì ở phía trên đầu của Đức Thế Tôn, nghĩ rằng, chớ để Đức Thế Tôn bị lạnh, chớ để Đức Thế Tôn bị nóng, chớ để Đức Thế Tôn bị xúc phạm bởi ruồi, mũi, gió, nắng và các loại bò sát. Sau đó, trải qua bảy ngày ấy, Đức Thế Tôn đã xuất khỏi định ấy. Khi ấy, rồng chúa Mút-cha-linh-đá sau khi biết rằng bầu trời đã trở nên trong sáng và mây đã tan, nên đã nới lỏng thân khỏi cơ thể của Đức Thế Tôn, rồi thay đổi hình dạng của chính bản thân và biến thành hình dạng của người thanh niên đứng ở phía trước Đức Thế Tôn, chắp tay lại bày tỏ thái độ cung kính đến Đức Thế Tôn. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, Đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt lên lời cảm hứng này. Sự sống cách ly là an lạc đối với vị hoan hỷ, đối với vị có pháp đã được nghe, đối với vị đang xem xét, sự không oán hận, sự chế ngự đối với các chúng sanh có mạng sống là niềm hạnh phúc ở trên đời. Việc xa lìa luyến ái, sự vượt qua các dục là niềm an lạc ở trên đời. Điều gì là sự thoát ra khỏi tự mãn về bản ngã Điều ấy chính là sự an lạc tối thượng 2.2 Kinh Đức Vua Tôi đã nghe như vậy Một thời Đức Thế Tôn ngự tại thành Sa Vách Thí Chê Tá Vá Tu viện của ông Anathapindika Và lúc bấy giờ Nhiều vị tỳ khưu sau bữa ăn trong khi đi khất thực trở về đã cùng ngồi xuống tụ hội ở hội trường có câu chuyện trao đổi này đã khởi lên giữa các vị ấy này các đại đức ai trong số hai vị vua này là người có tài sản lớn hơn hoặc có của cải lớn hơn hoặc có kho tàng lớn hơn hoặc có lãnh thổ lớn hơn hoặc có phương tiện di chuyển lớn hơn hoặc có quân đội lớn hơn hoặc có thần lực lớn hơn hoặc có oai lực lớn hơn đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha hay đức vua Pasenadi xứ Kosala và câu chuyện trao đổi này của các vị tỳ khu ấy đã bị gián đoạn khi ấy vào buổi chiều đức thế tôn xuất khỏi thiền tịnh đã đi đến hội trường sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi đã được sắp đặt sau khi ngồi xuống đức thế tôn đã bảo các tỳ khu rằng này các tỳ khu ở đây bây giờ các ngươi đã cùng ngồi xuống tụ hội vì câu chuyện gì vậy và câu chuyện trao đổi gì của các ngươi đã bị gián đoạn bạch ngài ở đây chúng con sau bữa ăn trong khi đi khất thực trở về đã cùng ngồi xuống tụ hội ở hội trường có câu chuyện trao đổi này đã khởi lên giữa chúng con này các đại đức ai trong số hai vị vua này là người có tài sản lớn hơn hoặc có của cải lớn hơn hoặc có kho tàng lớn hơn, hoặc có lãnh thổ lớn hơn, hoặc có phương tiện di chuyển lớn hơn, hoặc có quân đội lớn hơn, hoặc có thần lực lớn hơn, hoặc có oai lực lớn hơn. Đức vua Seniya Bimbisara, xứ Magatha, hay Đức vua Pasenadi, xứ Cô Salah, Bạch Ngài, câu chuyện trao đổi này của chúng con đã bị gián đoạn. Khi ấy, Đức Thế Tôn đi đến. Này các tỳ khưu, Điều này quả không thích đáng cho các ngươi, những người con trai gia đình danh giá đã vì niềm tin rời nhà, xuất gia, sống không nhà là vì các ngươi có thể nói về đề tài có hình thức như thế. Này các tỳ khưu, đối với các ngươi khi tụ hội lại có hai việc nên làm là trao đổi về giáo pháp hoặc giữ trạng thái im lặng thánh thiện. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, Đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt lên lời cảm hứng này. Khoái lạc ngũ dục nào ở thế gian và sự an lạc nào thuộc cõi trời, các điều này có mười sáu phần, không giá trị bằng một phần của sự diệt tận tham ái. 2.3 Kinh Gậy Gọc Tôi đã nghe như vậy, một thời Đức Thế Tôn ngự tại thành xa Vách Thí, Chetavana, tu viện của ông Anna -pinh Vào lúc bấy giờ, nhiều đứa trẻ trai đánh đập con rắn bằng cây gậy ở khoảng giữa Savatthi và Chetavana Khi ấy, vào buổi sáng Đức Thế Tôn đã quấn y nội rồi cầm bình bát và y đi vào thành Savatthi để khất thực Đức Thế Tôn đã nhìn thấy nhiều đứa trẻ trai đang đánh đập con rắn bằng cây gậy ở khoảng giữa Savatthi và Chetavana sau đó khi hiểu ra sự việc này đức thế tôn vào thời điểm ấy đã thốt lên lời cảm hứng này kẻ nào trong lúc tầm cầu hạnh phúc cho bản thân mà hãm hại các chúng sanh có lòng mong cầu hạnh phúc bằng gậy gọc kẻ ấy không đạt được hạnh phúc sau khi chết kẻ nào trong lúc tầm cầu hạnh phúc cho bản thân mà không hãm hại các chúng sanh có lòng mong mỏi hạnh phúc bằng gậy gọc kẻ ấy đạt được hạnh phúc sau khi chết. 2.4 Kinh Tôn Vinh Tôi đã nghe như vậy, một thời Đức Thế Tôn ngự tại thành xa Vát Thí, Chê Tá Vá Ná, tu viện của ông Anna Na Đi cát Vào lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn được tôn vinh, được cung kính, được sùng bái, được cúng dường, được nể nang, có nhận được các vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ và thuốc men chữa bệnh hội chúng tỳ khu cũng được tôn vinh được cung kính được sùng bái được cúng dường được nể nang có nhận được các vật dụng là y phục vật thực chỗ trú ngụ và thuốc men chữa bệnh trái lại các du sĩ ngoại đạo không được tôn vinh không được cung kính không được sùng bái không được cúng dường không được nể nang không có nhận được các vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ và thuốc men chữa bệnh. Khi ấy, các du sĩ ngoại đạo ấy không chịu đựng được sự tôn vinh đối với Đức Thế Tôn và hỏi chúng tỳ khưu. Sau khi nhìn thấy các vị tỳ khưu ở làng và ở rừng, họ sĩ vả, chê bai, khiêu khích, chọc tức bằng các lời nói không lịch sự, thô lỗ. Sau đó, nhiều vị tỳ khưu đã đi đến gặp Đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, các tỳ khưu ấy đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, hiện nay Đức Thế Tôn được tôn vinh, được cung kính, được sùng bái, được cúng dường, được nể nang, có nhận được các vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ và thuốc men chữa bệnh, hội chúng tỳ khưu cũng được tôn vinh được cung kính được sùng bái được cúng dương được nể nang có nhận được các vật dụng là y phục vật thực chỗ trú ngụ và thuốc men chữa bệnh trái lại các du sĩ ngoại đạo không được tôn vinh không được cung kính không được sùng bái không được cúng dương không được nể nang không có nhận được các vật dụng là y phục vật thực chỗ trú ngụ và thuốc men chữa bệnh khi ấy các du sĩ ngoại đạo ấy không chịu đựng được sự tôn vinh đối với Đức Thế Tôn và hội chúng tỳ khu. Sau khi nhìn thấy các vị tỳ khu ở làng và ở rừng, họ sĩ vả, chê bai, khiêu khích, chọc tức bằng các lời nói không lịch sự và thô lỗ. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, Đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt lên lời cảm hứng này. Ở làng, ở rừng, kẻ bị tiếp xúc với lạc và khổ không nên đổ thừa cho bản thân hoặc cho người khác. Các xúc chạm đến tùy theo sự bám víu, đối với người không còn bám víu thì các xúc chạm có thể chạm đến bằng cách nào? 2.5 Kinh Nam Cư Sĩ Tôi đã nghe như vậy, một thời Đức Thế Tôn ngự tại thành xa Vách Thiết, Chê Tá Nát, tu viện của ông đi cát. Vào lúc bấy giờ, có nam cư sĩ nọ người làng Ichchananga đã đi đến thành Sa Vátthít vì công việc cần làm nào đó. Khi ấy, nam cư sĩ ấy sau khi giải quyết xong công việc cần làm ấy ở Sa đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi vị ấy đã ngồi xuống ở một bên, Đức Thế Tôn đã nói với vị nam cư sĩ ấy điều này Này nam cư sĩ, đã lâu lắm ngươi mới tạo được cơ hội này Tức là việc đi đến đây Bạch Ngài, từ lâu con có ước muốn đi đến để diện kiến Đức Thế Tôn Tuy nhiên con bận rộn với những công việc cần làm này nọ Bởi vậy con đã không thể đi đến để diện kiến Đức Thế Tôn được sau đó khi hiểu ra sự việc này, đức thế tôn vào thời điểm ấy đã thốt lên lời cảm hứng này: quả thật là hạnh phúc cho vị ấy, bậc không sở hữu gì, có pháp đã được thành tựu, có sự nghe nhiều, hãy nhìn xem người có sở hữu gì đó đang bị sầu khổ, con người có tình trạng bị trói buộc vào người khác. chú thích Chú Giải giới thiệu câu kệ Pháp Cú 62 Để làm rõ vấn đề Tôi có các con trai Tôi có tài sản Nghĩ thế Kẻ ngu bị sầu khổ Chính bản thân của mình còn không có Từ đâu mà có các con trai Từ đâu mà có tài sản 2.6 Kinh Sản Phụ Tôi đã nghe như vậy Một thời Đức Thế Tôn ngự Tại thành xa vát Thiết Chê Tá Vá Nát tu viện của ông Anna Thapin Vào lúc bấy giờ, một cô gái bà La Môn trẻ tuổi, vợ của một du sĩ ngoại đạo, là người sản phụ gần đến lúc sanh. Khi ấy, nữ du sĩ ấy đã nói với nam du sĩ ấy điều này. Ông bà La Môn à, ông hãy đi và đem dầu ăn về. Vật ấy sẽ dùng cho việc sanh đẻ của thiếp. Khi được nói như vậy, người nam du sĩ ấy đã nói với người nữ du sĩ ấy điều này nàng ơi dầu ăn ở đâu cho tôi đem về đến lần thứ nhì nữ du sĩ ấy đã nói với nam du sĩ ấy điều này ông bà la môn à ông hãy đi và đem dầu ăn về vật ấy sẽ dùng cho việc sanh đẻ của thiếp đến lần thứ nhì người nam du sĩ ấy đã nói với người nữ du sĩ ấy điều này nàng ơi dầu ăn ở đâu cho tôi đem về đến lần thứ ba nữ du sĩ ấy đã nói với nam du sĩ ấy điều này ông bà La môn à ông hãy đi và đem dầu ăn về vật ấy sẽ dùng cho việc sanh đẻ của thiếp vào lúc bấy giờ tại nhà kho của đức vua Xá Scolasát vị Sa môn hay bà La môn được phép uống bơ lỏng hoặc dầu ăn theo như nhu cầu không được mang đi khi ấy người nam du sĩ ấy đã khởi ý điều này tại nhà kho của đức vua Pasenadi xứ cô xá lát vị sa môn hay bà la môn được phép uống bơ lỏng hoặc dầu ăn theo như nhu cầu không được mang đi có lẽ ta nên đi đến nhà kho của đức vua Pasenadi xứ cô xá và uống dầu ăn theo như nhu cầu sau đó trở về nhà rồi ói ra vật ấy sẽ dùng cho việc sanh đẻ của nàng ấy sau đó, người nam du sĩ ấy đã đi đến nhà kho của đức vua Pase Nadi, xứ cô xá lá và uống dầu ăn theo nhu cầu. Sau đó trở về nhà nhưng không thể làm cho ói ra, lẫn không sổ ra được. Bị tác động bởi các cảm thọ khổ đau, xót xa, nhức nhối, khốc liệt, người ấy quằn quại, lăn lộn. Khi ấy vào buổi sáng, Đức Thế Tôn đã quấn y nội rồi cầm bình bát và y đi vào thành xa vách thí để khất thực. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy người nam du sĩ ấy bị tác động bởi các cảm thọ khổ đau, xót xa, nhức nhối, khóc liệt, đang quằn quại, đang lanh lộn. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, Đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt lên lời cảm hứng này những người nào không sở hữu gì quả thật là hạnh phúc Chính các bậc hiểu biết sâu sắc là những người không sở hữu gì cả Hãy nhìn xem người có sở hữu gì đó đang bị sầu khổ con người có tâm tư bị trói buộc vào người khác 2.8 Kinh Subvasa Tôi đã nghe như vậy Một thời Đức Thế Tôn ngự tại thành Cung Đí Gia ở khu rừng Kundatha Vào lúc bấy giờ, Sopavasa, người con gái tộc Cô Lý Giá, mang thai 7 năm, có bào thai chuyển dạ 7 ngày, bị tác động bởi các cảm thọ khổ đau, xót xa, nhức nhối, khóc liệt. Nàng ấy chịu đựng nhờ vào ba điều suy tưởng rằng, quả thật. Đức Thế Tôn, bậc chánh đẳng giác ấy, thuyết giảng giáo Pháp nhằm dứt bỏ khổ đau, có hình thức như thế này. Quả thật, hội chúng thinh văn của Đức Thế Tôn ấy đã khéo thực hành, các ngài thực hành nhằm dứt bỏ khổ đau có hình thức như thế này. Quả thật, Niết Bàn ấy là vô cùng an lạc, nơi ấy không biết đến khổ đau có hình thức như thế này. Khi ấy, Suppavasa, người con gái tộc Cô Lý Giá, đã bảo người chồng rằng, Tướng công ơi, chàng hãy lại đây, Chàng hãy đi đến gặp Đức Thế Tôn, sau khi đến, hãy đê đầu đảnh lễ hai bàn chân của Đức Thế Tôn với lời nói của thiếp. Hãy hỏi thăm về sự ít bệnh, ít mệt mỏi, trạng thái nhẹ nhàng, khỏe mạnh, sống thoải mái của ngài rằng: Bạch ngài, Sopavasa, người con gái tộc Cô Lý Giác, xin đê đầu đảnh lễ hai bàn chân của Đức Thế Tôn và hỏi thăm về sự ít bệnh, ít mệt mỏi trạng thái nhẹ nhàng, khỏe mạnh, sống thoải mái của Ngài. Và chàng hãy nói như vậy Bạch Ngài Supavasa, người con gái tộc Cô Lý Giá, mang thai 7 năm, có bào thai bị chuyển dạ 7 ngày, bị tác động bởi các cảm thọ khổ đau, xót xa, nhức nhối, khốc liệt. Nàng ấy chịu đựng nhờ vào ba điều suy tưởng rằng Quả thật, Đức Thế Tôn, bậc chánh đẳng giác ấy, thuyết giảng giáo Pháp, nhằm dứt bỏ khổ đau có hình thức như thế này quả thật hội chúng thinh văn của đức thế tôn ấy đã khéo thực hành các ngài thực hành nhằm dứt bỏ khổ đau có hình thức như thế này quả thật niết bàn ấy là vô cùng an lạc nơi ấy không biết đến khổ đau có hình thức như thế này tốt lắm người con trai tộc cô lý giá ấy nghe theo supavasa người con gái tộc cô lý giá đã đi đến gặp Đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, người con trai tộc cô Lý Giác ấy đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài Subbavasa, người con gái tộc cô Lý Giác xin đê đầu đảnh lễ hai bàn chân của Đức Thế Tôn và hỏi thăm về sự ít bệnh, ít mệt mỏi, trạng thái nhẹ nhàng, khỏe mạnh sống thoải mái của Ngài. Và nàng nói như vậy, Bạch Ngài, Subhavasa, người con gái tộc Cô Lý Giá, mang thai 7 năm, có bào thai bị chuyển dạ 7 ngày, bị tác động bởi các cảm thọ khổ đau, xót xa, nhức nhối, khốc liệt. Nàng ấy chịu đựng nhờ vào ba điều suy tưởng rằng Quả thật, Đức Thế Tôn, bậc chánh đẳng giác ấy Thuyết giảng giáo Pháp Nhằm dứt bỏ khổ đau có hình thức như thế này, quả thật hội chúng thinh văn của đức thế tôn ấy đã khéo thực hành, các ngài thực hành nhằm dứt bỏ khổ đau có hình thức như thế này. Quả thật niết bàn ấy là vô cùng an lạc, nơi ấy không biết đến khổ đau có hình thức như thế này. Mong rằng Supavasa, người con gái bộ tộc Cô Lý Giá có được sự an lạc, không có bệnh, mong rằng đứa con trai được sanh ra không có bệnh. Và chỉ với lời nói của Đức Thế Tôn, Sopavasa, người con gái tộc Cô Lý Giác, có được sự an lạc, không có bệnh, đã sanh ra đứa con trai không có bệnh. Bạch Ngài xin vâng, người con trai tộc Cô Lý Giác ấy, sau khi thỏa thích, tùy hỷ với lời nói của Đức Thế Tôn, đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng vai phải, nhiễu quanh, rồi đi về lại nhà của mình, người con trai tộc Cô Lý Giá đã nhìn thấy Sa người con gái bộ tộc Cô Lý Giá có được sự an lạc, không có bệnh và đã sanh ra đứa con trai không có bệnh. Sau khi nhìn thấy, vị ấy đã khởi ý điều này. Thật là kỳ diệu, thật là phi thường, Đức Như Lai có đại thần lực, có đại oai lực bởi vì Supavasa, người con gái của bộ tộc Cô Lý Giác này Chỉ với lời nói của Đức Thế Tôn Thì có được sự an lạc, không có bệnh Và sanh ra đứa con trai không có bệnh Vị ấy đã trở nên hoan hỷ, vui mừng, sanh tâm phỉ lạc Sau đó, Supavasa, người con gái tộc Cô Lý Giác Đã bảo người chồng rằng Tướng công ơi, chàng hãy lại đây chàng hãy đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, hãy đê đầu đảnh lễ hai bàn chân của Đức Thế Tôn với lời nói của thiếp rằng Bạch Ngài, Sopavasa, người con gái tộc Cô Lý Giá, xin đê đầu đảnh lễ hai bàn chân của Đức Thế Tôn và chàng hãy nói như vậy Bạch Ngài, Sopavasa, người con gái bộ tộc Cô Lý Giá đã mang thai 7 năm, có bào thai bị chuyển dạ 7 ngày. Giờ đây, nàng ấy có được sự an lạc, không có bệnh và đã sanh ra đứa con trai không có bệnh. Nàng ấy thỉnh mời hội chúng tỳ khưu có Đức Phật đứng đầu với bữa thọ trai trong bảy ngày. Bạch Ngài mong rằng Đức Thế Tôn cùng với hội chúng tỳ khưu nhận lời về bảy bữa thọ trai của Supavasa, người con gái tộc Cô Lý Giá. Chú thích Cô Lý Putto không phải là tên của người chồng chánh tạng chỉ đề cập đến người chồng là cô lý giá putto có nghĩa là con trai bộ tộc cô giá và người vợ là cô lý giá người con gái bộ tộc cô giá với tên gọi là supavasa chú giải cho biết thêm hai người này là con của đức vua trị vì bộ tộc này cô lý giá và cô lý vào lúc bấy giờ hội chúng tỳ khu có Đức Phật đứng đầu đã được một người nam cư sĩ thỉnh mời với bữa thọ trai ngày mai và nam cư sĩ ấy là người hộ độ của Đại Đức Maha Mukkalana. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã bảo Đại Đức Maha Mukkalana điều này. Này moggallana hãy lại đây. Ngươi nên đi đến gặp nam cư sĩ ấy. Sau khi đến, hãy nói với nam cư sĩ ấy như vậy. Này Đạo Hữu, Sopavasa, Người con gái bộ tộc cô Lý Giác đã mang thai 7 năm, có bào thai bị chuyển dạ 7 ngày. Giờ đây, nàng ấy có được sự an lạc, không có bệnh và đã sanh ra đứa con trai không có bệnh. Nàng ấy thỉnh mời hội chúng tỳ khu của Đức Phật đứng đầu với bữa thọ trai trong 7 ngày. Hãy để Súp Vá Vá xa người con gái bộ tộc cô Lý Giác thực hiện 7 bữa thọ trai, đạo hữu sẽ làm sau vị ấy là người hậu độ của ngươi bạch ngài xin vân đại đức maha Mukalana, nghe theo đức thế tôn đã đi đến gặp nam cư sĩ ấy sau khi đến đã nói với nam cư sĩ ấy điều này này đạo hữu sapavasa người con gái bộ tộc cô lý đã mang thai bảy năm có bào thai bị chuyển dạ bảy ngày giờ đây nàng ấy có được sự an lạc không có bệnh và đã sanh ra đứa con trai không có bệnh. Nàng ấy thỉnh mời hội chúng tỳ khưu có Đức Phật đứng đầu với bữa thọ trai trong 7 ngày. Hãy để cho Subhavasa, người con gái bộ tộc Cô Lý Giác, thực hiện 7 bữa thọ trai. Đạo hữu sẽ làm sau. Thưa Ngài, nếu Ngài Đại Đức Maha Mukkalana là người bảo đảm cho tôi về ba pháp, về của cải, về mạng sống và về niềm tin, thì hãy cho Supavasa, người con gái bộ tộc Cô Lý Giác, thực hiện bảy bữa thọ trai. Tôi sẽ làm sau. Này đạo hữu, ta là người đảm bảo cho đạo hữu về hai pháp, về của cải và về mạng sống. Trái lại, chính ngươi là người bảo đảm về niềm tin. Thưa ngài, nếu ngài Đại Đức Maha Mokkalana là người bảo đảm cho tôi về hai pháp, về của cải và về mạng sống, thì hãy để cho Supavasa, người con gái bộ tộc Cô Lý Giác, thực hiện bảy bữa thọ trai, tôi sẽ làm sau. Khi ấy, Đại Đức Maha Mukalana, sau khi thuyết phục Nam Cư Sĩ ấy, đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, Nam Cư Sĩ ấy đã được con thuyết phục, hãy để cho Supavasa, người con gái bộ tộc Cô Lý Giác, thực hiện bảy bữa thọ trai, người ấy sẽ làm sao? Sau đó, Supervasa, người con gái tộc Cô Lý Giá, đã tự tay làm hài lòng và tỏa ý hội chúng tỳ khưu có Đức Phật đứng đầu với thức ăn hảo hạng, loại cứng, loại mềm trong bảy ngày. Và nàng đã bảo đứa bé trai đảnh lễ Đức Phật và toàn thể hội chúng tỳ khưu Khi ấy, Đại Đức Sariputta đã nói với đứa bé trai điều này. Này cậu bé, sức khỏe của ngươi có khá không? Mọi việc có được tốt đẹp không? Không có khổ sở gì phải không? Thưa ngài, Sariputta, do đâu mà có sức khỏe khá? Do đâu mà mọi việc được tốt đẹp? Con đã sống ở trong cái chậu máu 7 năm. Khi ấy, Supavasa, người con gái tộc cô Lý Giác, nghĩ rằng con trai ta chuyện trò với vị tướng quân chánh Pháp đã trở nên hoan hỷ, vui mừng, sanh tâm phỉ lạc Khi ấy, Đức Thế Tôn sau khi nhìn thấy Super Vasa Người con gái tộc Cô Lý Giác hoan hỷ, vui mừng, sanh tâm phỉ lạc Đã nói với Super Vasa, người con gái tộc Cô Lý Giác điều này Này Super Vasa, con có còn ước muốn một người con trai khác như thế này nữa không? Bạch Đức Thế Tôn con cũng còn ước muốn bảy người con trai khác như thế này nữa. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, Đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt lên lời cảm hứng này. Không khoái lạc dưới hình thức khoái lạc, không đáng yêu dưới hình thức đáng yêu, khổ đau dưới hình thức hạnh phúc, chế ngự kẻ bị sao lãng. 2.9 Kinh Visakha Tôi đã nghe như vậy, một thời Đức Thế Tôn ngự tại thành Sa thí tu viện Pubbā, ở tòa nhà dài của mẹ của Megara, và lúc bấy giờ bà Visakha, mẹ của Megara, có công việc nào đó dính líu đến Đức vua đi xứ Cô Sa-lát. Đức vua đi xứ Cô Sa-lát không giải quyết công việc ấy theo như dự tính. Khi ấy, bà Ví-sa-kha, mẹ của Megara, vào lúc giữa ngày đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi xuống ở một bên. Khi bà ấy đã ngồi xuống ở một bên, Đức Thế Tôn đã nói với bà Wissakha, mẹ của Migara, điều này. Này Wissakha, bà từ đâu mà đi đến vào lúc giữa ngày? Chú thích, tòa nhà này được xây dựng bởi mẹ của Migara, tức là nữ cư sĩ Wissakha. Thật ra, Migarat là cha chồng của nữ cư sĩ này. Do được chăm sóc kỹ lưỡng bởi người con dâu, giống như mẹ, nên ông Migarat đã gọi Visakha, người con dâu của mình là mẹ của Migarat. Tòa nhà này có một nghìn căn phòng, được xây thành hai tầng, 500 phòng ở trên, 500 phòng ở dưới. Hết chú thích. Bắt ngay ở đây con có công việc nào đó dính líu đến đức vua Pasenadi ná xứ cô xá lá đức vua Pasenadi ná đi xứ cô xá lá không giải quyết công việc ấy theo như dự tính sau đó khi hiểu ra sự việc này đức thế tôn vào thời điểm ấy đã thốt lên lời cảm hứng này mọi việc thuộc quyền kiểm soát của kẻ khác là khổ mọi việc có chủ quyền là khổ trong việc chung chúng sầu khổ bởi vì sự ràng buộc là khó vượt qua. 2.10 Kinh Phát Đi Giác Tôi đã nghe như vậy một thời Đức Thế Tôn ngự tại thành Anupiya nơi Ambavana, rừng xoài. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Phát Đi con trai của Kaligodaha mặc dầu ở trong rừng, mặc dầu ở dưới cội cây, mặc dầu ở nơi trống vắng, vẫn nhiều lần thốt lên lời cảm hứng rằng Ôi sự an lạc, ôi sự an lạc. Nhiều vị tỳ khưu đã nghe được Đại Đức Phát Tý Giác con trai của Kali mặc dầu ở trong rừng, mặc dầu ở dưới cội cây, mặc dầu ở nơi trống vắng, vẫn nhiều lần thốt lên lời cảm hứng rằng Ôi an lạc, ôi an lạc. Sau khi nghe được, các vị ấy đã khởi ý rằng Chắc chắn rằng Đại Đức Phát Tý Giác con trai của Caligota không thỏa thích thực hành phạm hạnh, là việc trong khi hồi tưởng lại sự khoái lạc, vương giả trước đây, vị ấy mặc dầu ở trong rừng, mặc dầu ở dưới cội cây, mặc dầu ở nơi trống vắng, vẫn nhiều lần thốt lên lời cảm hứng rằng Ôi an lạc! Ôi an lạc! Sau đó, nhiều vị tỳ khu đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi xuống ở một bên, khi đã ngồi xuống ở một bên, các tỳ khưu ấy đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, đại đức Phatiya, con trai của Kalikoḍaha, mặc dầu ở trong rừng, mặc dầu ở dưới cội cây, mặc dầu ở nơi trống vắng, vẫn nhiều lần thốt lên lời cảm hứng rằng: "Ôi sự an lạc, ôi sự an lạc." Bạch Ngài chắc chắn rằng Đại Đức Phát Tí Giác, con trai của Ca Lý Cô Ha, không thỏa thích thực hành phạm hạnh là việc trong khi hồi tưởng lại sự khoái lạc vương giả trước đây. Vị ấy mặc dầu ở trong rừng, mặc dầu ở dưới cội cây, mặc dầu ở nơi trống vắng, vẫn nhiều lần thốt lên lời cảm hứng rằng Ôi sự an lạc! Ôi sự an lạc! Khi ấy, Đức Thế Tôn đã bảo một vị tỳ khu khác rằng này tỳ khô hãy lại đây ngươi hãy bảo với tỳ khô phát Tý giá với lời nói của ta rằng này đại đức phát Tý giá bậc đạo sư gọi đại đức bạch ngài xin vâng vị tỳ khô ấy nghe theo đức thế tôn đã đi đến gặp đại đức phát Tý giá con trai của taha sau khi đến đã nói với đại đức phát Tý giá con trai của kalikotaha điều này này đại đức phát Tý giá bậc đạo sư gọi đại đức này đại đức xin vâng đại đức phát đi giá con trai của kalikodha nghe theo vị tỳ khu ấy đã đi đến gặp đức thế tôn sau khi đến đã đảnh lễ đức thế tôn rồi ngồi xuống ở một bên khi vị ấy đã ngồi xuống ở một bên đức thế tôn đã nói với đại đức phát đi giá con trai của kalikodha điều này này phát đi giá nghe nói ngươi mặc dầu ở trong rừng mặc dầu ở dưới cội cây mặc dầu ở nơi trống vắng vẫn nhiều lần thốt lên lời cảm hứng rằng ôi sự an lạc ôi sự an lạc có đúng không vậy bạch ngài đúng vậy này phát đi giác con trai của calico trong khi cảm nhận được lợi ích gì khiến ngươi mặc dầu ở trong rừng mặc dầu ở dưới cội cây mặc dầu ở nơi trống vắng vẫn nhiều lần thốt lên lời cảm hứng ôi sự an lạc ôi sự an lạc vậy bạch ngài trước đây khi con còn là người thế tục đang cai quản vương quốc mặc dầu có sự bảo vệ được sắp đặt cẩn thận bên trong hậu cung mặc dầu có sự bảo vệ được sắp đặt cẩn thận bên ngoài hậu cung mặc dầu có sự bảo vệ được sắp đặt cẩn thận bên trong thành phố mặc dầu có sự bảo vệ được sắp đặt cẩn thận bên ngoài thành phố mặc dầu có sự bảo vệ được sắp đặt cẩn thận bên trong xứ sở mặc dầu có sự bảo vệ được sắp đặt cẩn thận bên ngoài xứ sở bạch ngài trong khi được bảo vệ và được an toàn như vậy con đây sống vẫn cảm thấy sợ hãi khiếp đảm lo âu hồi hộp bạch ngài thế mà giờ đây con mặc dầu ở trong rừng mặc dầu ở dưới cội cây, mặc dầu ở nơi trống vắng, một mình vẫn không sợ hãi, không khiếp đảm, không lo âu, không hồi hộp, vô tư lự, điềm tĩnh, tùy thuận sự bố thí của người khác, sống với tâm như loài thú rừng. Bạch Ngài, trong khi cảm nhận được lợi ích này, nên có mặc dầu ở trong rừng, mặc dầu ở dưới cội cây, mặc dầu ở nơi trống vắng, vẫn nhiều lần thốt lên lời cảm hứng rằng, Ôi sự an lạc, ôi sự an lạc. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, Đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt lên lời cảm hứng này. Đối với người nào mà các sự sân hận không hiện diện ở trong tâm đã vượt qua khỏi hữu và phi hữu như thế, vị ấy đã không còn sự sợ hãi, có sự an lạc, không sầu muộn, chư thiên không đạt được việc nhìn thấy vị ấy. 2.7 Kinh Con trai độc nhất Tôi đã nghe như vậy Một thời Đức Thế Tôn ngự tại thành Sa Vát Thí Chê Tá Vát Nát Tu viện của ông Anna Tháp Pinh Đi Cát Vào lúc bấy giờ Người con trai độc nhất Đáng yêu, đáng mến Của người nam cư sĩ nọ lìa đời Khi ấy Nhiều người nam cư sĩ với y phục ướt đẫm Với đầu tóc ướt đẫm vào lúc giữa ngày đã đi đến gặp Đức Thế Tôn sau khi đến đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi họ đã ngồi xuống ở một bên, Đức Thế Tôn đã nói với các nam cư sĩ ấy điều này: "Này các nam cư sĩ, việc gì mà các ngươi với y phục ướt đẫm, với đầu tóc ướt đẫm đã đi đến nơi đây vào lúc giữa ngày vậy?" Khi được nói như vậy, nam cư sĩ ấy đã nói với Đức Thế Tôn điều này: "Bạch ngài, Người con trai nhỏ độc nhất, đáng yêu, đáng mến của chúng con đã lìa đời. Vì thế, chúng con với y phục ướt đẫm, với đầu tóc ướt đẫm đã đi đến đây vào lúc giữa ngày. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, Đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt lên lời cảm hứng này, bị trói buộc vào sự khoái lạc ở các sắc đáng yêu tập thể chư thiên và số đông nhân loại bị sầu khổ, bị suy sụp, xa vào quyền lực của thần chết. Còn những người nào ngày và đêm không sao lãng, từ bỏ sắc đáng yêu, thật vậy những người ấy đào bới gốc rễ của sự sầu khổ, mồi nhữ của tử thần, khó vượt qua được. Dứt phẩm Mucha Linda là thứ nhì.